Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2018. Trong thời gian học tập 12 ngày, 89 đồng chí cán bộ đối tượng 3 hiện đang công tác tại các huyện trên địa bàn tỉnh đã được nghiên cứu học tập 16 chuyên đề như đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, chiến lược quốc phòng an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng an ninh của Việt Nam, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Thứ tự các bước chuyển cơ quan địa phương vào trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nội dung cơ bản của luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, luật biên giới quốc gia, luật biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên. Các bước thứ tự trong diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn, luyện tập thực hành bắn súng ngắn K54 bài 1. Kết thúc khóa học, qua kiểm tra, 100% học viên hoàn thành nội dung bắn súng ngắn K54 bài 1. Kết quả viết thu hoạch có 33,7% học viên đạt loại giỏi, 66,30% học viên đạt loại khá. Tại buổi bế mạc, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh đã trao chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3 lớp 3 năm 2018 cho 89 học viên. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018 NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi đối với khu công nghiệp, khu kinh tế. Nghị định nêu rõ, khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, theo pháp luật về đầu tư. Khu kinh tế là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, theo pháp luật về đầu tư. Nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế được hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại chỗ, hỗ trợ về tuyển dụng lao động và các vấn đề liên quan khác trong triển khai thực hiện dự án. Ngoài ra, các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế được hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế. Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2018, Hội chữ thập đỏ thành phố Lào Cai vừa tổ chức chương trình chung sức nhân đạo tại thôn Kiếp Tước 1, Kiếp Tước 2, xã Hợp Thành. Tại chương trình, Hội chữ thập đỏ thành phố Lào Cai đã vận động các nhà hảo tâm và đoàn thầy thuốc tình nguyện của Bệnh viện Đa khoa thành phố tổ chức khám bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân ở hai thôn Kiếp Tước 1 và Kiếp Tước 2. Đoàn cũng đã trao tặng 100 suất quà cho các đối tượng người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người khuyết tật, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hợp Thành với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Tôi rất cảm ơn Hội chữ thập đỏ thành phố và Hội chữ thập đỏ xã luôn luôn quan tâm đến chúng tôi, rồi chúng tôi rất chân thành cảm ơn. Hội chữ thập đỏ thành phố Lào Cai tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên chữ đỏ trên địa bàn thành phố Lào Cai tiếp tục hỗ trợ kinh phí, hàng hóa, vật chất để tổ chức chương trình hướng về vùng cao đối với hai xã Tà Phời và Hợp Thành trên địa bàn. Cùng với hoạt động khám bệnh, tặng quà tại xã vùng cao Hợp Thành, trong tháng nhân đạo năm 2018, các cấp Hội chữ thập đỏ thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm góp phần lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ trong cộng đồng, mang lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dễ bị tổn thương cần giúp đỡ trên địa bàn thành phố. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, trường mầm non Tân Dương, huyện Bảo Yên đã được đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ngày 25 tháng 5, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Dương đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2017-2018. Trường mầm non Tân Dương được thành lập tháng 9 năm 2005. Đến nay, nhà trường có 7 điểm trường, trong đó 1 điểm trường chính, 6 điểm trường lẻ. Toàn trường có tổng diện tích trên 4.000 m². Các phòng học được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. 100% cán bộ, giáo viên nhà trường có trình độ đạt chuẩn trở lên. 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. Hàng năm có 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Công tác huy động xã hội hóa giáo dục được thực hiện tốt. Tổng trị giá huy động từ năm học 2014-2015 đến nay đạt trên 268 triệu đồng. Ghi nhận sự phấn đấu và thành tích của nhà trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra quyết định công nhận trường mầm non Tân Dương đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Cũng trong dịp này, trường mầm non xã Cán Cấu, huyện Simacai cũng đã tổ chức lễ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2018. Từ khi thành lập, đội ngũ cán bộ giáo viên trường đã không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để trở thành đơn vị có phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đến nay, nhà trường đã có 16 nhóm lớp với 286 trẻ, 100% đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó tỷ lệ giáo viên trên chuẩn chiếm tới 61%. Trong năm học qua, 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, không có trường hợp ngộ độc hoặc dịch bệnh xảy ra trong nhà trường. 100% trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, 100% trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao. Cùng với đó, cơ sở vật chất của nhà trường cũng được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, đảm bảo các quy định về vệ sinh, an toàn. Theo đánh giá, trường mầm non Cán Cấu đã đạt được 5 tiêu chuẩn về tổ chức quản lý, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc thực hiện xã hội hóa giáo dục. Đây là những tiêu chí quan trọng làm cơ sở để nhà trường được xét và cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Vừa qua, huyện Bắc Hà đã tổ chức hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2018 với sự tham gia của 20 đội đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Các đội tham gia hội thi lần lượt trải qua 4 phần thi là màn chào hỏi, tuyên truyền giới thiệu sách, phần thi hùng biện và phần thi văn nghệ. Các đội đã mang tới cho khán giả những câu chuyện về đức hy sinh hết lòng vì dân vì nước, lối sống giản dị, tiết kiệm, lòng yêu nước, thương dân vô hạn của Bác. Những câu chuyện gần gũi, giản dị, tình cảm đặc biệt của Bác Hồ dành cho thiếu nhi. Hầu hết các câu chuyện được các em thiếu nhi giới thiệu đều sinh động, biểu cảm, lôi cuốn và hấp dẫn. Hội thi là dịp giúp các em thiếu nhi trên địa bàn huyện Bắc Hà ôn lại truyền thống anh hùng, dũng cảm, hy sinh của các thế hệ cha anh trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lòng kính yêu Đảng, Bác Hồ cho thiếu nhi. Đồng thời, hội thi góp phần cổ vũ, động viên các phong trào đọc sách, báo, xây dựng văn hóa đọc cho lứa tuổi thiếu nhi, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách, tôn vinh các giá trị của sách. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba ở các phần thi giới thiệu sách và phần thi kể chuyện. Kết quả chung cuộc, đội thị trấn Bắc Hà đã giành vị trí nhất toàn đoàn, nhì xã Na Hối và ba thuộc về xã Bản Cái. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải chuyên đề cho đội có màn chào hỏi, kể chuyện và hùng biện ấn tượng nhất. Cùng với đó còn trao 6 giải khuyến khích ở các phần thi. Thưa quý vị và các bạn, sau lễ phát động chiến dịch tình nguyện hè của huyện đoàn Bảo Yên, các cơ sở đoàn trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở. Mới đây, đoàn xã Lương Sơn phối hợp với chi đoàn văn hóa, chi đoàn công an huyện tổ chức đợt tình nguyện giúp đỡ các gia đình đặc biệt khó khăn thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới. Không khí tại bản Trường 1 và bản Pịt, xã Lương Sơn sôi nổi hơn thường ngày bởi sự có mặt của hơn 100 đoàn viên thanh niên xã Lương Sơn, chi đoàn văn hóa và đoàn cơ quan công an huyện. Từ sáng sớm, các đoàn viên đã tỏa về các thôn bản để giúp đỡ 5 hộ gia đình đặc biệt khó khăn, xây dựng công trình nhà vệ sinh. Ngoài việc tham gia lao động tình nguyện, hai đơn vị kết nghĩa đã gây quỹ, vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị đóng góp để ủng hộ mỗi gia đình 1 triệu đồng. Đầu tiên thì chúng tôi huy động anh em gây quỹ, sau đó là huy động chính quyền và bên chi bộ gây quỹ cho anh em và huy động anh em hôm nay chúng tôi tình nguyện để hỗ trợ công để cho những gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn để làm cái nhà vệ sinh theo tiêu chí của nông thôn mới. Anh em ở chi đoàn con huyện thì cũng hiện một số nội dung như là đào bể phốt này, xây một số anh em biết xây thì xây nhà vệ sinh cho bà con. Anh em rất nhiệt tình, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, góp công sức để góp phần cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Là hộ khó khăn của xã, năm 2017, được sự hỗ trợ của địa phương, sự giúp đỡ của anh em làng xóm, gia đình ông Thạch Văn Lợi đã sửa sang lại căn nhà. Tuy nhiên, nhà bếp, chuồng trại, công trình vệ sinh đều tạm bợ, không đảm bảo. Được các cơ sở đoàn hỗ trợ mua nguyên vật liệu, giúp xây dựng công trình phụ, gia đình ông hết sức phấn khởi. Hôm nay là các bộ ban ngành như là các công trình, như nhà nước cũng lo lắng về gia đình, để lo gia đình có làm không kịp để các ban ngành có tập thể về giúp đỡ gì rất là cảm ơn. Xã Lương Sơn đã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, một số tiêu chí đang đạt ở mức tối thiểu, cuộc sống của nhiều hộ dân còn gặp khó khăn. Do vậy, cấp ủy chính quyền đã xác định để duy trì chuẩn xã nông thôn mới cần phải tiếp tục xây dựng, củng cố các tiêu chí một cách bền vững. Vì vậy, cùng với các tổ chức hội, lực lượng đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ đắc lực để cùng địa phương nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.
Về phía đảng ủy đã chỉ đạo đoàn xã phối hợp với chi đoàn trung tâm văn hóa, chi đoàn công an huyện là chi đoàn kết nghĩa khảo sát các hộ gia đình gặp khó khăn thì sẽ tiến hành hỗ trợ các hộ gia đình một phần cái lực lượng công sức của mình để giúp cho các hộ gia đình có cái về cái tiêu chí môi trường, đặc biệt là cái nhà vệ sinh, góp phần đưa cái tiêu chí này của xã này đạt cái chỉ tiêu về nhà tiêu hợp vệ sinh trong toàn xã. Trong thời gian tới, đoàn xã Lương Sơn tiếp tục phối hợp với các chi đoàn kết nghĩa, chi đoàn được phân công giúp đỡ đoàn xã, tiếp tục có những chương trình tình nguyện hướng về cơ sở với những việc làm thiết thực, ý nghĩa để cùng chung sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.